Lạy Chúa, là Cha của chúng con, Đấng đã tạo dựng nên chúng con một cách đáng sợ lạ lùng. Ngài muốn nối kết chúng con với Ngài. Ngài muốn chúng con đại diện Ngài trên đất này để tôn cao Ngài, để truyền rao danh của Ngài. Nhưng Chúa ơi, chúng con là xác thịt, nhiều khi chúng con không đáp ứng được lời kêu gọi của Chúa. Và qua bài học Jonah, chúng con thấy được chính mình qua tấm gương mà Ngài soi cho chúng con. Và xin Chúa Thánh Linh là Đấng giúp cho chúng con từ bỏ những cái điều không đẹp lòng Chúa và bước theo Ngài, để qua cuộc đời chúng con nhiều người được phước, nhiều người được cứu, và càng ngày người ta bước vào trong vương quốc sáng láng của Ngài, để hưởng được cơ nghiệp mà Ngài đã dành chúng con từ buổi sáng thế. Ngài đã dành cho chúng con qua Chúa Giêsu, qua huyết của Ngài, qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Chúa, công dân thì giờ này cho Ngài. Con xin Chúa Thánh Linh, Ngài điều khiển môi miệng, tâm trí, cảm xúc của con và hết thảy anh em chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm thì ý tốt của Chúa, để chúng con được hiệp một với Ngài trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Qua bài học phần 1 của Jonah mà chúng ta đã học với cái tựa đề là Một cuộc trốn chạy không thành. Bây giờ phần thứ hai chúng ta học đó là Người bị cá nuốt không chết. Ở trong Kinh Thánh Jonah đoạn 2, và câu ghi nhớ của bài học chúng ta đó là Thi Thiên 118 câu 17: Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Mục đích của bài học: Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Ở trong Sê-rê-mi đoạn 29 câu 11, qua bài học này chúng ta thấy được tình thương của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời, cho mỗi thành phố và trên toàn thế giới. Ngài không muốn người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người được cứu. Và phần thứ nhất chúng ta học đó là ai bị cá nuốt. Trong bài 1 chúng ta thấy khi mà ông Jonah nhận biết ông là nguyên nhân để gây ra tai họa, và cả tàu đã bị khốn khổ vì cớ ông, cho nên ông đã có một quyết định đề nghị là quăng ông xuống dưới biển. Và sau đó các thủy thủ đã đồng ý và quăng ông xuống. Và khi mà xuống dưới nước rồi thì biển liền yên lặng, và tất cả những người trên tàu đã hứa nguyện với Chúa, đã dâng của lễ cho Ngài. Thì tôi có thể dùng cái chữ là cả tàu đều thấy cái quyền năng của Chúa và đã tin nhận Ngài. Chúng ta thấy ông Jonah, ông có được cái sự sức giàu của Chúa, vì khi Chúa kêu gọi một người nào, Ngài ban cái sự sức giàu của Ngài, Ngài ban ơn của Ngài, Ngài ban ân điển của Ngài, để người đó có thể mang được cái sứ mạng của Chúa đến cho những cái nơi mà Ngài muốn. Và Jonah là một trong những người đó. Nhưng mà Jonah đã không nhận biết cái sự sức giàu Chúa ban cho, vì những cái lý do mà ông đã mang những cái điều đó theo cái sự suy nghĩ của ông, sự phán đoán của ông, những cái gì mà quá khứ về thành Nineveh. Và ông đã không muốn cho thành Nineveh được cứu. Qua bài học cuối chúng ta sẽ thấy hình ảnh này rất là rõ ràng. Ở trong câu 1 của Nehemi đoạn 2, Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Cả trên trời dưới đất, tất cả mọi tạo vật đều là công cụ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đi trong ý muốn của Chúa, thì Ngài khiến cho các ngôi sao, cho các tầng trời dự phần trong chiến trận, giống như các quan sát đã nói. Đá lớn rơi xuống, cây, tất cả mọi thứ đều là công cụ của Ngài. Và ở đây Ngài dùng một cái công cụ, đó là cá, để nuốt Jonah. Thì thường thì chúng ta qua những bài học của thiếu nhi hay là bài học của trường Quý Nhật, người ta nói là con cá voi nuốt ông Jonah. Nhưng mà qua những nhà nghiên cứu thì người ta nói là cái khu vực đó không có những con cá voi to đến độ có thể nuốt được ông Jonah. Nhưng mà người ta nói có thể là cá, gọi là cá mập trắng, vì nó rất là to và nó có thể nuốt chửng được Jonah. Nhưng mà theo tôi thì tôi nghĩ con cá nào không quan trọng, miễn là cái công cụ Đức Chúa Trời dùng thì nó có thể làm được theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và có nhiều người hỏi rằng con cá đó tại sao nó không cắn Jonah, hoặc là nó xé Jonah ra mà nó nuốt chửng. Thì ở đây chúng ta thấy cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, và vì cớ Jonah là một người mà Chúa dùng
và trong cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu, Ngài nhắc lại Jonah là hình ảnh của Ngài ở trong lòng đất. Cho nên Thi Thiên 34:20 nói rằng Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Cảm ơn Chúa. Và trong Giăng đoạn 19:36, vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, chẳng có một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Cho nên cái hình ảnh của Jonah thì cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa dùng cái đó để mang lấy hình ảnh của Ngài. Cho nên khi Ngài vào trong lòng đất, Ngài cũng vào một cách trọn vẹn. Và khi Ngài bị kết, Ngài cũng không bị đánh gãy bất cứ một cái xương nào. Mặc dù hai tên cướp hai bên thì bị người ta đánh gãy ống chân, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài không bị điều đó, vì Kinh Thánh đã chép như vậy. Cho nên những cái gì Đức Chúa Trời Ngài muốn, Ngài sẽ làm điều đó. Dù có hoàn cảnh như thế nào thì Ngài vẫn làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Và như hồi nãy tôi nói, Ngài có thể sử dụng bất cứ cái gì để có thể làm ích lợi cho Chúa. Và chúng ta thấy Jonah, ông bị con cá lớn nuốt. Mà ở trong cái thời kỳ của Môi-se, khi mà những người dòng dõi của Cô-rê họ nổi loạn, họ chống nghịch lại với Môi-se, thì chính Chúa đã dùng Môi-se và khiến cho đất hả ra và nuốt lấy gia đình của Cô-rê và dòng dõi của Cô-rê. Cho nên chúng ta thấy chúng ta không thể nào tránh khỏi mặt Chúa, giống như bài chúng ta hát: ở lên trời, Chúa ở tại đó, xuống đất, Ngài cũng ở tại đó, âm phủ, Ngài cũng ở tại đó, cuối cùng biển, Ngài cũng ở đó. Cho nên sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta không thể nào giấu trước mặt Chúa bất cứ cái gì. Chúng ta có thể giấu con người, nhưng mà đối với Chúa chúng ta không thể nào giấu được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tập sự kính sợ Ngài, biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta cẩn thận về lời nói của chúng ta, cẩn thận về đời sống của chúng ta, vì tất cả Ngài ghi chép những điều đó. Và nếu chúng ta sai, chúng ta ăn năn với Chúa thì Ngài xóa đi. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu ăn năn, chúng ta nghĩ rằng không ai biết, thì chính cái điều đó vẫn còn giữ lại trước mặt Đức Chúa Trời. Và phần thứ hai chúng ta học đó là thời gian bị cá nuốt. Trong Jonah đoạn 2 thì nói rằng Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Matthew đoạn 12:39, Ngài đáp rằng: dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Jonah. Trong đoạn 12:40, vì Jonah đã ở trong bụng cá lớn 3 ngày 3 đêm, cũng một thế ấy con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm. Luca đoạn 11:29, khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giêsu phán rằng: dòng dõi này là dòng dõi độc ác, họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Jonah. Đoạn 11:30, vì Jonah là dấu lạ cho thành Ninive, cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Cho nên Jonah từ trong bụng cá 3 ngày 3 đêm, và sau đó thì ông đã được con cá nhả ra. Chúng ta sẽ học những cái phần kế tiếp. Ở trong công vụ đồng 17:31, vì Ngài đã định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Trong Khải Huyền đồng 1:17, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Khi Jonah ở trong lòng cá 3 ngày 3 đêm, ông rất là sợ hãi. Nhưng mà đối với Chúa, khi Ngài vào trong lòng đất 3 ngày 3 đêm là Ngài bứt phá quyền sự chết và âm phủ, và Ngài cầm lấy chìa khóa sự chết và âm phủ trong tay của Ngài. Và Ngài giao cái quyền năng của Ngài lại cho hội thánh của Chúa. Chúng ta rất là cảm ơn về sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Cho nên Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài bảo chúng ta đừng sợ. Và khi mà từ trong bụng cá, cái phần kế tiếp thứ ba chúng ta học đó là lời cầu nguyện từ trong bụng cá của Jonah. Ông đã từ nơi tuyệt vọng tận cùng hồi tanh. Quý vị biết ở trong bụng cá, con cá nó ăn đủ thứ. Và cái lời của Jonah ông diễn tả khi ông ở trong cái bụng cá đó. Và tại nơi đó, ông đã nhận thức về Đức Chúa Trời của mình. Ở trong Jonah đoạn 2:2, Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời mình. Đức Chúa Trời mình. Trước đây ông không biết được, hay là ông không nhận ra được, hay là ông không hiểu được cái mối quan hệ giữa ông với Đức Chúa Trời.
Nhưng bây giờ ông đến với ngày ông nhận thức rằng Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 20, Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va là sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Đây là cái lời cầu nguyện trước khi Gia-cốp gặp Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng rất là dễ rơi trong tình trạng này. Chúng ta muốn Chúa làm cho chúng ta một cái gì đó thì chúng ta mới nói là Chúa là Chúa của mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đến với Ngài vì nhu cầu vật chất, vì cái tay của Ngài, vì quyền năng, về sự chữa lành, về sự tiếp trợ, về sự bảo vệ, về những cái điều mà chúng ta cần, hơn là chúng ta đến rằng Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài là cha của con, Ngài là Chúa của con, Ngài là chủ của con, Ngài là người bạn thân nhất của con. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức về Đức Chúa Trời là cho cá nhân, cho riêng mình, chứ không phải cho một con người nào. Đừng sống dựa đức tin của mình vào bất cứ một con người nào, mà hãy dựa đức tin vào Đức Chúa Trời của mình, thì chúng ta sẽ được đứng vững trong những ngày cứu rốt này. Thứ hai đó là khi mà ông cầu nguyện đó, ông tin vào tấm lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết Ngài là ai là điều quan trọng nhất. Và chúng ta coi những cái bài cầu nguyện của Thi Thiên, của David hay là của ông Nehemi như những bài học chúng ta học vừa rồi. Khi ông đến với Chúa, ông nhận biết Ngài là ai. Khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta nhận biết Ngài là ai, cái lời cầu nguyện của chúng ta rất là dễ được nhận. Còn nếu chúng ta nói mà không biết Chúa có nhận hay không, nói giống như mình không cầu nguyện thì bị cáo trách. Cho nên giờ mình phải nói, mình phải cầu nguyện, mình phải đi nhóm, mình phải đi nhà thờ. Nhưng mà mình thật sự mình không hiểu Ngài là ai. Và ông đã tin vào tấm lòng thương xót của Chúa trong câu 8: Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh của Ngài. Phải chi ông biết được điều này trước khi ông rơi trong bụng của con cá. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta, cái tôi của chúng ta nó mạnh quá. Cho nên cái nào cũng tôi. Hay có nhiều người thì nói là tôi. Mà những người nào mà cứ tôi đó, thì đến một ngày Chúa cũng sẽ bỏ vào trong túi. Giống như Jonah, ông Jonah đã vào trong cái nơi tối tăm, tanh hôi, vì cớ ông nghĩ về mình hơn là ông nghĩ về Chúa. Ông nghĩ về mình hơn là ông nghĩ về những linh hồn hư mất. Cho xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái ích kỷ, ra khỏi cái những cái gì mà chúng ta cứ nghĩ về cái nan đề của mình, mà trong khi chúng ta không nghĩ đến Chúa. Và đây bây giờ trong cái lúc mà ông mòn mỏi, trong cái lúc mà ông ở trong cái sự tuyệt vọng, thì bắt đầu ông mới nhớ đến Chúa. Quý vị ơi, chúng ta rất là giống Jonah. Lúc chúng ta vui, chúng ta thoải mái, rất là khó để nhớ đến Chúa. Tiệc tùng liên miên, ăn uống, đi chơi đủ thứ. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta rơi trong những cái hoàn cảnh bế tắc, thì bắt đầu chúng ta nhớ đến Chúa. Cảm ơn về sự thương xót của Ngài, cảm ơn về sự nhân từ của Ngài đã đối với Jonah và đối trong cuộc đời của chúng ta. Mà một cái bí quyết mà chúng ta học ở đây về lời cầu nguyện của Jonah, ông cầu nguyện và ông nói rằng lời cầu nguyện tôi đạt đến Ngài vào đền thánh Ngài. Chúa cho chúng ta có một cái đặc quyền là con của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta được đến trước ngôi ơn phước của Chúa để cầu nguyện, và Chúa cho chúng ta được dạn dĩ để ra mắt Ngài để cầu nguyện. Và xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được cái sự cầu nguyện là chúng ta đang nói chuyện thật với Ngài, chứ không phải chúng ta nói giống như nói với cái mái nhà, nói trong cái không gian, nói mà không biết có thấu đến Chúa hay không. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của ông Jonah, ông xác quyết rằng khi ông cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của ông đạt đến Ngài, vào trong đền thánh của Ngài. Bao nhiêu người chúng ta đã cầu nguyện và tin rằng Chúa trả lời cho chúng ta, Chúa nghe chúng ta, Ngài đang đối mặt chúng ta, nói chuyện với chúng ta. Nếu chúng ta có một cái đức tin như vậy, chúng ta sẽ nhận được cái sự trả lời của Ngài. Ở trong Phục Truyền 28 câu 46, các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ, sự lạ đến đời đời, bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Dân Israel trước khi họ vào trong đất hứa, Chúa đã dặn họ rất là kỹ: đừng có quên Chúa, đừng có quên lời của Ngài, đừng thờ các thần tượng. Nhưng mà họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Cho nên họ vào đó và họ đã nhận nhiều cái điều
mà kinh khủng xảy đến trong cuộc đời của họ. Nhiều người nghĩ mình phải te tui như vậy vì đây là ý muốn của Chúa. Thật sự Ngài không muốn như vậy đâu quý vị. Khi mà quý vị nhìn vào trong Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã tạo dựng Adam và Eva một cách hoàn hảo, một cách tốt đẹp, một cách phước hạnh. Nhưng họ đánh mất điều đó. Khi vào Canaan, quý vị thấy Chúa chuẩn bị cho dân sự của Chúa nơi đượm sữa và mật. Và Chúa muốn họ chiếm trọn để kiếm được những cái điều đó. Nhưng mà khi họ vào đó rồi, họ ăn no nê, họ thoải mái rồi, họ bắt đầu họ quên Chúa, họ không phụng sự Chúa mà họ lại đi phụng sự các thần khác. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không lạc ý, nghĩa là tự nguyện đó, để phụng sự Chúa đó, thì chúng ta sẽ phụng sự các thần khác. Chúng ta thấy ông Jonah, ông bị cá nuốt. Ngày hôm nay có nhiều người bị nuốt bằng cách khác nhau. Tiền nó nuốt, gái nó nuốt, cờ bạc nuốt, địa vị nuốt, danh vọng nuốt. Thế gian này nó nuốt chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để trong cái thời kỳ thứ thạnh, trong thời kỳ phước hạnh, chúng ta tình nguyện, vui lòng để phụng sự Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy không những là ông Jonah, ông kinh nghiệm cái từng trải này, nhưng mà ông vua David ở trong Thi Thiên 143 câu 4: vì vậy thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi. Thần linh tôi nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi. E tôi xuống như kẻ xuống huyệt chăng. Vừa buổi sáng xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Ông Jonah, ông chạy xa cách Chúa. Ông David, ông cũng gặp những cái nan đề, những cái khốn khổ trong cuộc đời của ông. Nhưng mà ông chạy đến với Chúa. Ông hướng về Ngài. Ông tìm kiếm Ngài. Và ông cầu xin Chúa giải cứu ông. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta có cái tâm tình giống như ông David. Và trong Thi Thiên 63 câu 8, linh hồn tôi đều theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Thi Thiên 119 câu 32, khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Ông David, ông ngược lại với Jonah. Cho nên những cái gì không tốt từ nơi Jonah, chúng ta học để chúng ta từ những cái đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Và xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta nhận ra điều đó. Vì có nhiều người họ từ từ họ lún sâu vào trong cái sự xa cách Đức Chúa Trời mà họ không biết. Mà khi chúng ta xa cách Chúa, xin Chúa cho chúng ta nhận biết điều này. Và rất là dễ để nhận biết khi chúng ta xa cách Chúa. Tự nhiên không thích cầu nguyện, không thích đọc Kinh Thánh, hoặc là đọc Kinh Thánh thì muốn buồn ngủ. Bắt đầu ghét những người xung quanh chúng ta, bắt đầu nghi ngờ. Đó là những cái từ từ nó đưa chúng ta xuống trong sự nguội lạnh. Và chúng ta ham mến thế gian, ham mến những cái gì chung quanh chúng ta hơn là yêu mến lời Đức Chúa Trời. Thì đó là linh của Antichrist, nó đang vận hành để làm cho người ta càng ngày bị ru ngủ và quên đi cái mục đích của Đức Chúa Trời. Và khi mà tai họa thần linh nó thoạt đến, không ai có thể chống đỡ nổi, vì họ đã không biết được những điều mà Đức Chúa Trời làm. Và chúng ta thấy ông Jonah, ông không nhận biết về Đức Chúa Trời nhiều. Trong cái phần sau, khi mà ông nói, chúng ta cảm nhận như là ông biết về Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu ông biết thì ông quên một điều, đó là ông không biết rằng Ngài ở khắp mọi nơi. Thì xin Chúa cho chúng ta đeo theo Chúa, chạy theo điều răn của Chúa. Và trong câu 9, ông nhận biết được mình đã bỏ đi vị trí của mình. Những kẻ chăm sự hư không, giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Mỗi cái chỗ mà Chúa đặt để đó, nó có cái ơn của Ngài, nó có ân điển của Ngài, nó có cái sự thương xót của Ngài ở với chúng ta ngay cái vị trí đó. Nếu chúng ta đi khỏi vị trí đó, chúng ta bỏ cái sự thương xót, cái ân điển, cái ơn, cái sự sức giàu của Ngài. Nên xin Chúa cho chúng ta đừng chăm về sự hư không của đời này, chạy theo những cái gì mình nghĩ. Trong Roma đoạn 8 câu 6, và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời,
bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Roma đồng 7 câu 6, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Mỗi người giữ đúng cái vị trí của mình thì ở trong sự thương xót của Chúa, ở trong sự ban ơn của Chúa, ở trong sự bảo vệ của Ngài, ở trong sự tiếp trợ, sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa cho chúng ta đừng rời khỏi chỗ đó quý vị. Có rất nhiều người nghĩ mình hay, mình giỏi. Ông mục sư đó không có giỏi bằng mình, ông lãnh đạo đó không có giỏi bằng mình, những người ban trị sự đó không có bằng mình. Cho nên không, mình không thích cộng tác với họ, mình không thích làm việc với họ nữa. Bắt đầu mình bỏ mình đi. Và quý vị thấy ngày hôm nay có rất là nhiều người bỏ cái vị trí đó. Đáng lý ra Đức Chúa Trời sử dụng cái người đó nếu người đó bằng lòng chờ đợi Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy rất là dễ, chúng ta giống Jonah, cái nào không vừa ý chúng ta là chúng ta bỏ. Trong Jonah đoạn 3 câu 10, nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Bây giờ ông bắt đầu ông cảm tạ Ngài. Và đây là một trong những cái phần quan trọng cho cái sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện của Jonah rất là hay. Và đây là cái bí quyết tại sao mà Chúa đi con ra khỏi cái con cá đó. Cho nên ngày hôm nay quý vị muốn ra khỏi những cái nan đề của mình, hãy tập để biết Ngài là ai, biết về sự thương xót của Ngài, biết về những cái điều mà Chúa đặt mình ở trong cái vị trí đó. Ngài đã có chương trình, có ý định của Ngài cho mỗi cuộc đời chúng ta. Bây giờ ông cảm tạ Chúa. Ở trong Thi Thiên 50 câu 23, kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 95 câu 2, chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Thi Thiên 100 câu 4, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào các hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 7, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Cảm tạ Chúa là chìa khóa để giúp cho chúng ta nhận được sự giải cứu hay là sự cứu rỗi của Ngài. Và ông Jonah ông đã bắt đầu cảm tạ Chúa trong cái nghịch cảnh của anh, trong cái bụng cá hôi tanh, rong rêu vắng vít trên đầu của ông. Và ông đã ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài. Nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng thiếu cái điều này. Nhiều khi chúng ta không biết cảm tạ Chúa, than phiền đến xin Chúa hết cái này đến cái kia, nhưng mà không có mở miệng ra để cảm tạ ngợi khen Chúa. Có nhiều khi có những nghịch cảnh, chúng ta xin hoài, nghịch cảnh nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu cảm tạ Chúa thì chúng ta đã học quyền năng của sự cảm tạ. Khi chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa thì cái quyền năng, cái sự hiện diện của Chúa đến và bứt phá tất cả những cái xiềng xích mà ma quỷ nó trói buộc những người thân của chúng ta. Nhưng mà nhiều người nói, ôi cuộc đời tôi nó khổ quá, giờ hát không nổi, cảm tạ Chúa không nổi. Thì quý vị cứ ở hoài trong cái hoàn cảnh đó. Còn nếu bây giờ quý vị tin rằng lời Chúa là thật và ông Jonah đã kinh nghiệm được điều này, thì bây giờ chúng ta ứng dụng cái điều này vào trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được kết quả của nó. Và một cái điều nữa là ông tin vào sự đáp lời của Ngài. Trong Thi Thiên 119 câu 67, trước khi chưa hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Và Jonah ông cũng nói như vậy. Tôi gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Theo tôi nghĩ, ông Jonah ông có những cái kinh nghiệm giống như David, hoặc là ông thuộc rất là nhiều thi thiên. Cho nên khi cái lời cầu nguyện của Jonah đó, rất là giống cái lời cầu nguyện của vua David hay là những cái bài thi thiên. Và trong cái nghịch cảnh ông lấy những cái này ra. Tôi không biết là ông kinh nghiệm Chúa hay là ông thuộc thi thiên, thì ông lấy những cái điều này ra, bắt đầu ông ca ngợi Ngài, bắt đầu ông công bố, ông tin vào Đức Chúa Trời, ông tin rằng Ngài sẽ nghe và Ngài đã trả lời. Bao nhiêu người chúng ta cầu nguyện mà không biết chắc là Chúa có trả lời, nhưng mà ông Jonah ông nói là khi mà ông cầu nguyện thì Ngài đã trả lời. Quý vị đọc kỹ cái lại cái lời cầu nguyện của Jonah, ông nói là Ngài nghe, Ngài trả lời, Ngài giúp đỡ ông trong cái thời kỳ hoạn nạn.
Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái thái độ đúng đắn khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, thì chắc chắn Ngài là đấng nghe và hiểu và ngự xuống để giải quyết những nan đề cho chúng ta. Ở trong Ca Thương đoạn 3 câu 55, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tay Ngài khỏi hơi thở và lời kêu vang tôi. Ngày tôi kêu cầu, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Khi ông Jeremy là một trong những tiên tri gặp nhiều hoạn nạn, nhiều khó khăn, nhiều bắt bớ, nhiều hành hạ trong cuộc đời của ông. Và ông có những lúc người ta đã quăng ông vào trong ngục tối, thì ông nói là từ trong ngục tối rất sâu, ông kêu cầu Ngài. Và Ngài đã nghe tiếng của ông. Chúng ta thấy cái này nó giống như cái lời cầu nguyện của ông Jonah. Ông kêu cầu, Chúa đã nghe. Quý vị ơi, từng lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa đều nghe cả. Chúa đều đáp lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta kêu cầu với Ngài. Và cái kế tiếp đó là ông cảm nhận được cái tình trạng của mình. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu nơi đáy biển và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy nhân lượng sống và những ba đào của Ngài đều trải qua tôi. Ông đã xuống nơi vực sâu, ông đã xuống nơi dưới lòng biển vì con cá đã mang ông xuống đó. Và khi mà ông đã xuống đó thì ông đã kêu cầu với Chúa. Và vua David ông cũng đã rơi trong tình trạng này khi mà ông đã chạy trốn khỏi Saul. Ở trong Samuel nhì đoạn 22 câu 1, khi Đức Giê-hô-va đã giải cứu David khỏi tay kẻ thù nghịch mình và khỏi tay Saul, thì người hát các lời này mà ngợi khen Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, tôi sẽ nương náu mình nơi Ngài, là thuẫn đỡ tôi, sừng giải cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy là Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đáng ngợi khen, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi thù nghịch tôi. Các lượng sóng của tử vong đã bao phủ tôi, luật gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Nhưng dây của địa ngục đã vấn tôi, lưới sự chết đã hãm bắt tôi. Trong cơn hoạn nạn, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền Ngài, nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi ông Jonah hoặc là ông David, ông ở trong những cái nghịch cảnh của cuộc đời mình, tưởng chừng như là ở dưới âm phủ. Ngày hôm nay trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có rất là nhiều lần chúng ta tưởng như mình đã chết vì những cái hoàn cảnh nó đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh đó, hãy yêu cầu Ngài, hãy tìm kiếm Ngài, vì Ngài đang nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và Ngài là đấng sẽ giải cứu chúng ta. Và điều kế tiếp chúng ta học đó là ông Jonah, ông nhận biết Ngài là đấng cứu rỗi. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 50 câu 14, hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Giê-hô-va và trả sự hứa nguyện người cho đấng chí cao. Thi Thiên 18 câu 2, Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên sừng cứu rỗi tôi và là nơi ẩn náu cao của tôi. Thi Thiên 65 câu 5, hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Chúa sẽ lấy sự đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tộc trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngài là đấng giải cứu, không có một đấng nào có thể cứu chúng ta được. Ở trong Công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cho nên không có một danh nào ngoài danh Chúa của chúng ta, là Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn cho chúng ta nhận biết chỉ có một mình Ngài. Cho nên khi chúng ta gặp những nan đề, đừng chạy đâu xa nữa quý vị, quỳ gối xuống. Hãy như Jonah đến với Ngài, tìm kiếm Ngài. Và Ngài là đấng sẽ nghe và trả lời cho chúng ta. Và qua những cái phần chúng ta thấy, khi ông Jonah, ông nhận biết Chúa, ông tin rằng cái lời cầu nguyện của ông được nhậm, thì Chúa đã làm thành cái điều đó cho ông. Ở trong câu 11, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá và nó mửa Jonah trên đất khô. Tôi nghĩ ông Jonah ông rất là vui mừng khi ông được thoát ra khỏi cái bụng cá.
Nhưng mà con cá tôi nghĩ nó cũng rất là vui mừng nó được thoát khỏi Jonah. Vì 3 ngày đêm nó nuốt cái người này vào, nó chịu không nổi. Quý vị thấy khi mà mình không vâng lời Chúa đó, mình đi sai trật đó, tất cả ngay cả súc vật nó cũng khổ với chúng ta. Cái người nào mà gần với cái người đó đó đều gặp nan đề. Như con cá tưởng nuốt được miếng mồi ngon, nhưng 3 ngày mà không có tiêu được ông Jonah. Ông Jonah cũng rất là khổ sở, vì con cá nó trong cái dạ dày của nó cũng phải, cái sự sinh hoạt bình thường của nó là nó nuốt cái vật gì vào thì nó phải làm cho tiêu hóa cái vật đó. Nhưng mà 3 ngày giống như một cục đá hay cái gì ở trong bụng của con cá. Quý vị có bao giờ kinh nghiệm ăn một ngày mà nó không tiêu không, từ sáng chiều cái bụng nó đầy rất là khó chịu, mà con cá nó phải chịu đựng ông Jonah 3 ngày. Thì xin Chúa ban ơn cho chúng ta, để chúng ta là cái nguồn phước cho mọi người, chứ không phải là cái cục nan đề. Có nhiều người quý vị thấy họ đi vào đâu thì họ gây nan đề tới đó. Vì sao? Vì họ đã không đứng vào cái chỗ mà Chúa muốn, nhưng họ muốn đứng vào cái chỗ người khác, và họ muốn cái địa vị của người đó. Cho nên hội thánh nó rối lên, nan đề trong cuộc đời chúng ta nó rối lên. Xin Chúa cho chúng ta ở lại đúng cái vị trí mà Chúa muốn. Thi Thiên 50:23: Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho người thấy sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Đây là câu kinh thánh hồi nãy chúng ta đã đọc. Nhưng mà Ngài là đấng cứu Jonah khi ông Jonah bắt đầu đầu phục Ngài, cảm tạ Ngài, tin tưởng vào Ngài, hiểu Ngài là Đức Chúa Trời của mình, thì Chúa đã giải cứu Jonah. Bất cứ người nào trên online của chúng ta đang gặp những cái điều khốn khổ, đang ở trong bụng của âm phủ, ma quỷ nó luôn luôn muốn giữ chúng ta lại bằng những cái nan đề vây quanh chúng ta, bằng những con người ghen ghét chúng ta, để cho chúng ta chùn bước, để cho chúng ta bỏ đi cái vị trí mà Đức Chúa Trời muốn. Nhưng mà ngay trong giờ phút này, Chúa đã giải cứu Jonah ra khỏi điều đó bởi những cái điều ông đã cầu nguyện. Thì tôi tin trong danh của Đức Chúa Giêsu rằng chúng ta cũng được hưởng những cái điều như Ngài đã làm cho Jonah. Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi hồi tanh, ra khỏi tối tăm, ra khỏi khốn khổ, và đưa chúng ta lên đất khô. Chúa đã cho con cá, và con cá đã vâng lời nhả ông Jonah lên đất khô. Có một bà kia, bà ngồi trên một chiếc xe lửa và bà đọc kinh thánh. Thì một ông đó đến nói với bà rằng: bà ơi, cái quyển kinh thánh này nó xưa lắm rồi, toàn là những cái chuyện không đáng tin. Chẳng hạn như nói rằng là con cá mà nuốt Jonah 3 ngày nhả ra, bà cũng tin sao? Bà nói rằng là tôi tin lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ nếu mà kinh thánh nói là ông Jonah đó, ông nuốt con cá 3 ngày ông nhả ra, tôi cũng tin nữa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài giúp chúng ta tin vào lời của Ngài, vâng theo lời của Ngài. Quý vị thấy khi mà quý vị đầu phục Đức Thánh Linh đó, Ngài bắt đầu Ngài dẫn dắt. Ngài dẫn dắt chúng ta khi ăn, khi ngủ, khi nói chuyện, khi dạy dỗ con cái, khi làm việc, khi hầu việc Đức Chúa Trời, khi thờ phượng. Đức Thánh Linh Ngài bắt đầu Ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Còn nếu chúng ta không đầu phục thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta nó bị sai trật rất là nhiều. Nó cứ hoài mà nó không tiến bộ được. Cho nên xin Chúa cho giờ phút này chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng ta, đừng để Chúa bỏ chúng ta vào túi rồi chúng ta mới ăn năn. Nhưng mà trong cái thời kỳ thuận tiện, chúng ta ăn năn tìm kiếm Chúa để Ngài sử dụng chúng ta. Biết bao nhiêu những con người đang hư mất, Ngài tạo dựng chúng ta trên đất này là Ngài muốn sử dụng chúng ta. Ngài muốn dùng cuộc đời chúng ta để nói cho người khác về tình yêu của Ngài. Ngài sức dầu trên cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích Chúa sức dầu, cầu xin Chúa sức dầu. Nghe buổi nhóm nào được ơn là đều chạy đến, nghe là lên cầu nguyện, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà họ làm gì với cái sự sức dầu đó? Chúng ta xin sức dầu xong rồi về chúng ta lại giống như Jonah, làm theo ý của mình, mang những sự cay đắng, mang những sự tổn thương, ghét cái người này người nọ, ghét cái những cái điều mà Chúa muốn giải quyết thì không có giải quyết. Cho nên cuối cùng chỉ có cái là xuống tàu mà ngủ thôi, mà sau đó thì vô bụng cá mà nằm. Và chúng ta thì không muốn như vậy. Cho nên ngay giờ phút này, nếu ai trong cuộc đời của chúng ta rơi trong tình trạng giống như Jonah, chúng ta hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi,
Con ăn nè. Con xin Chúa tha thứ cho con. Con không muốn chạy nữa. Con muốn đầu phục Ngài khi con còn có cơ hội. Đừng để lòng con bị chai cứng. Đừng để lòng con cưu mang những điều ác, những điều dữ. Xin Chúa giải cứu con ngay trong giờ phút này. Và Chúa hứa rằng, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Quý vị nghĩ những cái nan đề quý vị đối diện không ai giải quyết được hết. Đúng, không ai giải quyết được hết. Chỉ có mình được Chúa Trời. Và khi chúng ta kêu cầu, chúng ta tin rằng Ngài trả lời, chắc chắn Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Và qua cái bài học Jonah, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự nhân từ và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Và nhất là Chúa đã dùng, Chúa đã ban ơn trên cuộc đời của chúng ta. Và xin Chúa tha thứ vì rất là nhiều lần chúng ta giống như Jonah, chạy theo hư ảo của đời này, theo ý riêng, hay là làm theo những điều người khác muốn mà không có làm theo ý Chúa. Cho nên xin Chúa thay đổi lòng của chúng ta kể từ giờ phút này, giúp chúng ta bén gót theo Chúa, để trong thời kỳ thuận tiện giúp chúng ta tận dụng cơ hội để hầu việc Ngài và biết kính sợ Ngài trong mọi đường lối của chúng ta, để không phụ tấm lòng yêu thương, nhẫn nại của Ngài và sự hy sinh cao cả của Ngài đã đổ mạng sống của Ngài ra cho chúng ta. Và chúng ta xin Đức Thánh Linh của Ngài hướng dẫn, sử dụng chúng ta một cách lớn lao cho vương quốc của Ngài trong những ngày cứu rốt này. Nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ chúng ta. Và mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha chúng con. Con cảm ơn Chúa vì qua bài học Jonah, nhiều lúc chúng con ở trong nan đề, chúng con cảm thấy dường như bất tận. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài là đấng có quyền, Ngài là đấng đời đời, không có một nan đề nào lớn giống như Ngài. Ngài là đấng giải quyết mọi nan đề trong cuộc đời của chúng con. Giờ con hạ mình xuống, con xin Chúa tha thứ. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con không dối mình nữa. Chúng con không bị ma quỷ lừa dối nữa. Chúng con không nói là tại người này, tại người kia, bởi người nọ nữa. Mà chúng con nói rằng, con đây Chúa ơi, con muốn được thay đổi. Con muốn được mang lấy sự vinh hiển của Ngài, mang lấy sự sức dầu của Ngài đi bất cứ nơi nào chúng con đi, để đem tình yêu của Ngài, đem sự sống của Ngài, đem sự bứt phá của Ngài đến cho nhiều cuộc đời đang ở trong tội lỗi. Họ không biết họ làm điều gì. Cứ xin hãy tha thứ cho con, giúp đỡ con, cho con nhận biết rằng Ngài đã, đang và tiếp tục sức dầu cho chúng con, và cho chúng con liên kết với Ngài, đầu phục Ngài từng giây phút trong cuộc đời của chúng con. Bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc đời chúng con chưa đầu phục Ngài, xin Ngài tha thứ. Tha thứ ngay giờ phút này Chúa ơi. Con muốn được Chúa sử dụng để cứu gia đình của con, dòng dõi của con, tổ phụ của con, tất cả những anh em của chúng con cần được sự giải cứu. Bây giờ con đây Chúa, xin hãy sai con. Con cảm ơn Ngài. Con dâng cuộc đời này cho Chúa. Và con nói rằng con đầu phục Thánh Linh của Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Cho tôi vừa dầm trường cho
trường trong gai. Nhiều lần lòng tôi đổi thay rồi quỳ gối anh.